Chào các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại hệ thống cái siêu thị Home Center này. Siêu thị này bán rất nhiều đồ, các cái đồ gia dụng ở Nhật Bản đấy, chắc các bạn biết rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ ra quay cho các bạn xem cái khu vực bán máy khoan rồi các cái máy cắt ở Nhật Bản đấy. Thấy hôm trước có bạn bình luận và mình là ra đó và quay cho mọi người cùng theo dõi về giá cả ấy. Đấy thì giờ mình sẽ ra mình quay cho mọi người cùng theo dõi nhá. Đây, các bạn nhé. Siêu thị này bán khá là nhiều đồ các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ ra cái khu vực bán máy khoan, máy cắt cho các bạn cùng theo dõi này. Các bạn chỉ cần lên Google và tìm cái chữ Home Center thì nó sẽ ra các cái cửa hàng bán các cái đồ gia dụng như thế này. Có thời gian thì tha hồ đi để xem. Thế nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái khu vực bán các cái máy khoan này. Đây là các cái máy khoan cầm tay này mọi người. Máy khoan cầm tay của hãng Makita này. Chiếc ở giữa này là 1.8 này. Đấy. 1.8 thì nó rơi vào khoảng 3.6 triệu cho đến 3.700.000. Đây còn cái khu vực này là bán máy khoan này mọi người. Máy khoan, máy cắt này. Thì mình sẽ vào mình quay chi tiết cho mọi người cùng theo dõi nhé. Đây mình quay từ trên xuống cho nó dễ nhìn. Đây đều là các cái máy khoan cầm tay các bạn nhé. Có cả chức năng sạc pin luôn này. Đây ví dụ chiếc màu đen này nhìn khá là vừa tay đúng không mọi người? Mọi người xem này. Nó có cả đèn đấy luôn này. Mình khoan đâu ơi, có đèn nó soi cho mình luôn này. Đấy. Khoan ở Nhật Bản khá là xịn sò các bạn. Thử xem chiếc màu xanh này. Đây khi mà ta ấn cái nút này thì nó mới lên đèn các bạn nhé. Đây là có đèn nó soi này. Soi đúng cái chiều mà mình muốn khoan đấy. Đây cái chiếc này thì mình thấy nó ghi có 10.8V. Cái này cái chiếc này thì nó nhẹ lắm các bạn. Còn chiếc này nó nặng hơn này. Đấy khi mà mình mua các cái khoan như thế này thì nó còn có cả hai cục pin nhé. Có ghi là có hai cục pin đi kèm. Giá cả thuế là 1.7 yên. Thì sẽ rơi vào khoảng là 3.4 triệu cho đến 3.5 triệu. Đây chiếc này là 14.4V này. Và sao mình cầm cái chiếc này nó cứ nặng nặng ấy các bạn. Nó hơi đầm tay. Còn cái chiếc này thì nó nhẹ hơn. Đấy. Đây là các cái khoan cầm tay này bé thôi các bạn. Phía này sẽ có các cái khoan to là khoan cầm bằng dây điện các bạn. Đây những chiếc này thì chạy bằng dây điện này mọi người. Dây điện chắc là họ không cắm điện hay sao? Mình bấm nó không chạy các bạn. Đây chạy điện 100V này. Chiếc này 100V này, chiếc này 100V này. Mấy cái chiếc này đều điện 100V. Và ở Nhật Bản thì chạy điện 110 các bạn nhé. Điện ở Việt Nam mình là 220 thì mình cũng không biết là nó có chạy được không. Đây giá của nó thì ví dụ cái chiếc màu đỏ này nha các bạn nhé. Chiếc màu đỏ này giá của nó đây này. Cả thuế và nữa là 10.780 yên này. Thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 2 triệu đồng thì Việt Nam, 2 triệu 1, 2 triệu 2 gì đó. Chiếc này là của hãng Ryobi à. Còn chiếc dưới này là của Makita này các bạn. Makita này, ở Nhật Bản thì cũng có khá là nhiều các cái hãng khoan này, mình cũng không biết nhiều. Chiếc khoan tay này cũng khá là to này các bạn. Chiếc này là của Hitachi à. Mình thấy Việt Nam mình thường dùng các cái loại khoan to to thế này. Hoặc là cái khoan kiểu như thế này đúng không? Đây, hoặc là những cái này.
Còn ở Nhật Bản thì họ cũng dùng khá là nhiều các cái khoan tay như thế này. Hầu như các cái gia đình ấy, họ thường là có các cái khoan như thế này, các cái khoan tay như thế này, bởi vì nó cũng khá là tiện mà. Ví dụ mình muốn sửa chữa gì đó thì nó cũng khá là tiện đúng không? Không phải cắm dây điện, không phải dòng dây điện. Đây phía dưới này nó có một cái cục pin này các bạn, sạc pin này. Đấy. Đây ví dụ cái chiếc khoan tay Makita này thì nó cũng có giá khoảng hơn 2 triệu luôn. Đấy. 10780 yên, nghĩa là 10780 yên tiền Nhật. Thì cũng chỉ rơi vào khoảng là hơn 2 triệu một chút thôi, 2 triệu 1, 2 triệu 2 thôi. Còn đây, còn chiếc Makita cắm điện này thì nó cũng giống chiếc khoan ở Việt Nam rồi. Đây là chiếc khoan mới cứng luôn đấy mọi người. Chiếc cắm điện này nó lại rẻ hơn các bạn ạ. Chiếc này chỉ có giá là cả thuế vào là 8 sen 305 yên thôi, sẽ rơi vào khoảng là 1 triệu 6 cho đến 1 triệu 7 thôi. Đây. Nó còn rẻ hơn cả cái chiếc cầm tay này. Đấy, giờ mình mới để ý là các cái khoan mà nó cắm điện thế này này mọi người. Các cái khoan mà sử dụng dây cắm điện thế này thì nó còn rẻ hơn cả cái khoan cầm tay kia, khoan chạy pin. Chiếc này cũng vậy này, có 7 sen 678 yên. Sẽ rơi vào khoảng là 1 triệu rưỡi thôi mọi người. Đây. 1 triệu rưỡi thôi. Chúng ta được một chiếc khoan Nhật này mới cứng luôn. Đấy. Có thể là những cái chiếc này mình thấy nó còn giá nó còn rẻ hơn cả ở Việt Nam các bạn ạ. Mà nó lại là hàng chuẩn Nhật Bản luôn. Đấy, ở Việt Nam mình bán các cái khoan cũ, cái khoan bãi thì nó cũng khoảng 1-2 triệu đúng không? Còn ở đây mình mua mới cứng luôn nhé các bạn nhé. Đây, mới cứng luôn mà có 1 triệu rưỡi thôi, tiền Việt. Cũng khá là rẻ. Chiếc này đắt hơn này. Chiếc này to đắt hơn thì sẽ rơi vào khoảng là 2 triệu 6 các bạn nhé. 2 triệu 600 nghìn. Chiếc này khoảng 3 triệu 4 các bạn nhé. Đấy, đây là khoan này. Phía dưới này vẫn là các cái máy khoan, máy cắt này. Đây là cái khoan bê tông to này các bạn. Khoan này thì các bác nào làm bên xây dựng thì chắc là dùng nhiều cái khoan này. Đây, chiếc này thì có giá là cả thuế vào là 3 man 6 sen 080 yên thì sẽ rơi vào khoảng là hơn 7 triệu các bạn nhé, 7 triệu 2 cho đến 7 triệu 300 nghìn. Đây bên này thì có cái chiếc khoan bê tông to này thì chạy bằng pin này các bạn, chiếc này chạy bằng pin này. Đây, pin 18V này, 6.0A này. Đấy, chiếc này chạy bằng pin thì có giá đắt hơn này. Cả thuế vào nữa là hơn 7 man. Khoảng 14-15 triệu đấy các bạn. Đây cái chiếc này chạy pin này. Phía dưới này cũng làm những chiếc khoan bê tông khá là to, cũng đều có giá là khoảng gần 10 triệu đồng đấy các bạn. Chiếc này là hơn 10 triệu này. Chiếc này là gần 10 triệu này. Chiếc này rẻ hơn. Chiếc này thì có giá là khoảng 6 triệu thôi. Đây. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ sang bên này, mình review nhanh các bạn nhé. Bên này là những chiếc máy cắt các bạn nhé. Các cái chiếc máy cắt cầm tay ấy. Cũng chỉ có giá là khoảng ví dụ những chiếc này, những chiếc này thì có giá là khoảng 1 triệu đồng thôi. 1 triệu này, 1 triệu 2 này, 1 triệu 4 này, đấy. Còn những chiếc trên này là khoảng 2 triệu các bạn nhé. Chiếc của Makita. Đây là máy trà hay sao đây mọi người? Mình thấy nhiều bác làm cái bên thợ mộc thì thường sử dụng cái máy này để trà cho nó mịn đấy. Đây, những chiếc máy trà này thì nó cũng có giá là khoảng 2 triệu này. Trên dưới 2 triệu một chút thôi. Chiếc này 2 triệu này, có chiếc này nhỏ hơn thì cũng chỉ khoảng chiếc này khoảng chiều 2 triệu 3 thôi. Đây, các cái máy trà làm mộc đây mọi người. Chiếc này cũng vậy này, chiếc này thì 2 triệu này.
dưới này các cái máy mài nha các bạn. Đây là chiếc máy mài, đấy các cái viên đá mài này, đá mài này. Chiếc máy mài này có giá là khoảng hơn 1 triệu rồi. Chiếc máy mài này thì có giá là khoảng 1,6 triệu này mọi người, cực kỳ là to. Chiếc Makita này thì cũng có giá là khoảng 2 triệu. Đấy, chiếc này là chiếc máy mài, chắc mình thấy mọi người thường là mài mũi khoan đúng không? Mài mũi khoan các thứ ấy, thì đều sử dụng cái máy mài thế này. Đây là hai viên đá các bạn nhé, hai viên đá mài. Đây còn phía dưới này là máy cắt này, máy cắt sắt, máy cắt nhôm này, máy cắt sắt, máy cắt nhôm ở Nhật Bản này. Nhìn nó cũ cũ thế này thôi nhưng mà nó là hàng mới cứng đấy các bạn. Đây chiếc này thì có giá là khoảng 6 triệu, cả thuế vào nữa là khoảng 6 triệu. 6 triệu hơn 6 triệu một chút, chiếc máy cắt này. Có lưỡi luôn các bạn nhé, của Hitachi nhé. Đây tiếp theo bên này cũng đều là các cái máy cắt này các bạn. Mình cũng không biết là các cái máy cắt này là dùng để cắt cái gì. Chắc là mình nghĩ là đây chỉ là những chiếc máy cắt nhôm, cắt sắt hoặc là cắt gỗ gì đó. Khá là nhiều. À, mình quay cho mọi người xem thôi nhưng mình cũng không hiểu về bên máy móc này mấy. Cái máy này để khoan các cái lỗ của các cái tấm gỗ đúng không? Đây. Chiếc này có giá khoảng 3 triệu này. Chiếc này thì khoảng 2 triệu thôi. Đây, chiếc này thì khoảng 1,4 triệu thôi. Bên này nó bán cũng khá là nhiều đồ và nhiều giá khác nhau các bạn. Đây là những chiếc máy cắt mini này. Máy cắt Makita mini. Mà giá cũng khá là cao chứ. Giá của nó khoảng 5 triệu đấy các bạn. Chiếc này thì khoảng 4 triệu. Đấy, chiếc này khoảng hơn 2 triệu một chút, khoảng 2,5 triệu. Đây là cái máy cắt gì đây mình không rõ. Cái thân là máy khoan nhưng mà cái mũi nó dùng để làm gì mình không rõ. Còn cái này chắc là máy trộn bê tông rồi các bạn. Cái này là máy cái này là cái máy lọng gỗ này. Cái lưỡi của nó này cực kỳ là sắc luôn. Ok, tiếp theo sang bên này cho các bạn xem một chút nữa nhé. Đây là các cái bóng đèn này. Đây là các cái dây điện này các bạn. Còn dưới là các cái máy phát điện này. Máy phát điện ở Nhật Bản này thì xem là bao tiền nào. Giá của nó cũng chỉ khoảng là gần 10 triệu thôi các bạn. Tính ra tiền Việt nó cũng chỉ khoảng gần 10 triệu đồng thôi. Hơn 4 man. Còn đây là các cái cục chuyển phát điện đây. Đây là các cái cuộn dây điện này. Đây, còn bên này là các cái máy cưa này các bạn. Máy cưa cầm tay này. Chiếc này có giá là khoảng 10 triệu đồng này. Chiếc này có giá khoảng 2 triệu đồng mọi người. À đây, chiếc này là cắm điện này. Chiếc này là cắm điện nên là nó rẻ. Chiếc này là chạy bằng pin, thế nên là đắt hơn. Rất nhiều khoan các bạn ạ. Bên này cũng vậy này. Các cái máy khoan, máy cắt này. Đủ bộ luôn. Đấy mọi người ạ, bên này là bán khoan này. Còn mình sẽ xem lại cho mọi người xem về bên các cái phụ kiện liên quan đến khoan nhé. Đây, bên này thì bán rất là nhiều mũi khoan, là các cái lưỡi máy chà, máy cắt này. Giá trung bình là khoảng 300-400 yên, sẽ là khoảng 80.000-100.000. Những cái chiếc lưỡi máy cắt này. Chắc là mình nghĩ giá nó cũng gần như Việt Nam thôi. Rất là nhiều lưỡi luôn, đây đều là lưỡi máy cắt này. Còn bên này là các cái đầu tô vít này, hoặc là các cái đầu mũi khoan ấy.
Đây, mũi khoan này các cái này. Giá của nó cũng chỉ rơi vào khoảng là 100.000, 200.000 nữa các bạn. Chỗ này là mũi khoan này, mũi khoan cực kỳ nhiều luôn. Đây, hộp mũi khoan này từ to đến bé này. Cái hộp mũi khoan từ to đến nhỏ này thì nó có giá là khoảng 300.000 các bạn nhé, 300.000. Từ to đến bé có hết rồi mọi người. Các cái máy nén khí này. Máy nén khí này ở Nhật thì nó có giá khoảng 4-5 triệu các bạn ạ. Đây, giá của nó ở dưới này. Khoảng 4-5 triệu một chiếc. Ok mọi người, thì video tới mọi người muốn xem cái gì nữa thì có thể là bình luận cho mình biết nha. Thì mình sẽ lại tiếp tục là quay video cho mọi người cùng xem. Thì hôm nay thì mình chỉ ra cái khu vực bán máy khoan, máy cắt này để quay cho mọi người xem thôi. Bạn nào muốn xem gì thì có thể bình luận cho mình biết để mình đi quay cho mọi người cùng theo dõi nha các bạn nha. Ok, bye bye, chào mọi người.